đang quay chú mình đi cày vườn này các bạn nhỉ. Chỗ mình bây giờ không còn sử dụng trâu để cày nữa mà sử dụng máy để cày. Máy này chạy bằng dầu các bạn nhé. Chỉ cần chờ cỏ khô sau đó là mình đi vơ cỏ vứt đi thôi, không phải rẫy cỏ nữa.
video của mình tới đây thôi các bạn nhé. Hẹn các bạn ở video lần sau nha.